Kính thưa quý vị, 40 năm qua, cùng với sự quan tâm đầu tư tôn tạo di tích của Trung ương của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo còn nhận được sự đóng góp thiết thực của nhân dân cả nước. Trong đó có sự đóng góp nghĩa tình của nhiều cá nhân, tập thể, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm dành cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của di tích Côn Đảo. Trong buổi lễ hôm nay, ban tổ chức trân trọng vinh danh các tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp cho khu di tích Côn Đảo trong 40 năm qua. Xin được trân trọng kính mời ông Võ Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh lên công bố quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho khu di tích Côn Đảo trong 40 năm qua. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ ngành Trung ương. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu. Tôi xin thay mặt lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh được công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích quốc gia đặc biệt nhà tù Côn Đảo trong buổi lễ hôm nay. Tôi xin công bố quyết định. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số 984/QĐ-UBND, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 22 tháng 4 năm 2019, quyết định về việc tặng bằng khen Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ luật thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng, căn cứ nghị định số 91 ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng, căn cứ quyết định số 04 ngày 18 tháng 1 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại tờ trình số 46 ngày 10 tháng 4 năm 2019 và Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh tại tờ trình số 87 ngày 17 tháng 4 năm 2019. Quyết định điều 1 tặng bằng khen cho 10 tập thể và 23 cá nhân đã có thành tích đóng góp trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích quốc gia đặc biệt nhà tù Côn Đảo có danh sách kèm theo. Điều 2 tiền thưởng kèm theo thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước và được trích từ nguồn kinh phí do Ban Thi đua khen thưởng tỉnh quản lý. Điều 3, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng cơ quan đơn vị liên quan, các tập thể và cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Văn Tuấn, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Cảm ơn ông Võ Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và sau đây xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lên tặng bằng khen và hoa cho các tập thể được vinh danh trong buổi lễ kỷ niệm hôm nay. Và trân trọng kính mời các tập thể có tên sau đây tiến về sân khấu để nhận bằng khen và hoa của ban tổ chức. Trân trọng kính mời đại diện của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trân trọng kính mời nhân dân và cán bộ huyện Côn Đảo, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Mai Linh Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Minh Châu Hải Phòng, Ban quản lý di tích Côn Đảo. Xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tặng bằng khen cho các tập thể được vinh danh trong buổi lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Và cũng xin được chúc mừng các tập thể rất nhiều. Tiếp theo sau đây sẽ là phần vinh danh các cá nhân đã có những đóng góp vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo trong 40 năm qua. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và ông Trần Đình Khoa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
lên tặng bằng khen và hoa cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho khu di tích Côn Đảo. Xin được trân trọng kính mời ông Hứa Phước Ninh, nguyên Bí thư Huyện ủy Côn Đảo. Xin được trân trọng kính mời ông Trương Hoàng Phục, nguyên Bí thư Huyện ủy Côn Đảo. Trân trọng kính mời ông Châu Anh Kiệt, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo. Xin được trân trọng kính mời Tiến sĩ Lê Hữu Phước, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, nhà nghiên cứu lịch sử Côn Đảo giai đoạn 1862-1930. Trân trọng kính mời Tiến sĩ Trịnh Công Lý, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Sóc Trăng, nhà nghiên cứu lịch sử Côn Đảo giai đoạn 1930-1945. Xin được trân trọng kính mời Tiến sĩ Bùi Văn Toản, anh hùng lao động, nhà nghiên cứu lịch sử Côn Đảo giai đoạn 1955-1975. Trân trọng kính mời Tiến sĩ Nguyễn Đình Thống, giảng viên khoa sử Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, nhà nghiên cứu lịch sử Côn Đảo giai đoạn 1945-1954. Xin được trân trọng kính mời ông Phan Hoàng Oanh, nguyên trưởng ban quản lý di tích Côn Đảo, Chủ tịch Hội người tù kháng chiến huyện Côn Đảo. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Xuân Viên, nguyên phó trưởng ban quản lý di tích Côn Đảo. Trân trọng kính mời ông Đoàn Hữu Minh, nguyên phó trưởng ban quản lý di tích Côn Đảo. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần vinh danh các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho khu di tích Côn Đảo trong 40 năm qua. Và sau đây là nghi thức trao tặng huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho Ban Quản lý di tích Côn Đảo. Xin được trân trọng kính mời ông Võ Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lên điều hành nghi thức trao tặng huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng nhà nước và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ ngành Trung ương. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và kính thưa toàn thể quý vị đại biểu. Cho phép tôi được thay mặt lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh được công bố quyết định của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về việc tặng thưởng huân chương lao động cho một tập thể nhân lễ kỷ niệm 40 năm ngày công nhận khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo. Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, Chủ tịch nước số 1653 QĐ-CTN Hà Nội ngày 19 tháng 9 năm 2018 quyết định về việc tặng thưởng huân chương lao động. Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ điều 88 Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ luật thi đua khen thưởng, xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại tờ trình số 1162 ngày 6 tháng 9 năm 2018, quyết định điều 1, tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 cho Ban Quản lý Di tích Côn Đảo, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2, quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký, Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và tập thể có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, ký thay Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Đặng Thị Ngọc Thịnh, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Và sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, lên gắn huân chương vào cờ truyền thống và trao bằng huân chương lao động hạng 3 cho Ban Quản lý Di tích Côn Đảo. Xin trân trọng kính mời. Một lần nữa đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Phần nghi thức đón nhận huân chương lao động xin được kết thúc tại đây. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu,
nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo và ban quản lý di tích được đón nhận huân chương lao động hạng 3, đồng chí Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có tặng cho ban quản lý di tích Côn Đảo một phần quà, một món quà kỷ niệm, đó là một bức tranh. Tôi xin kính mời ban quản lý di tích Côn Đảo đến đón nhận món quà đặc biệt của đồng chí Phó Chủ tịch nước và xin kính mời đồng chí Phó Chủ tịch nước trao quà cho ban quản lý di tích Côn Đảo. Kính thưa các đồng chí, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vinh dự được đón tiếp đồng chí Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về dự trong và các vị đại biểu về dự trong buổi lễ hôm nay. Tôi xin thay mặt cho ban tổ chức trân trọng kính mời đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam lên phát biểu ý kiến chỉ đạo. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Thưa đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí cựu tù Côn Đảo. Chúng ta đã hiểu được ý nghĩa của khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt nhà tù Côn Đảo, cũng như đã thấy được sự phát triển của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung và của huyện Côn Đảo nói riêng, và cũng biết được những nhiệm vụ khó khăn, những thành tích mà ban quản lý di tích đã giành được trong suốt 40 năm qua. Chính vì thế, xin thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, quân dân huyện Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu đã đạt được trong thời gian qua. Xin được chúc mừng cán bộ, nhân viên, ban quản lý di tích nhà tù Côn Đảo xứng đáng được nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước vào ngày hôm nay. Với mục tiêu đến năm 2030, sẽ đưa Côn Đảo cơ bản đáp ứng tiêu chí của khu di tích quốc gia, khu di lịch sinh thái, biển đảo và văn hóa, lịch sử, tâm linh chất lượng cao, đặc sắc, tầm cỡ khu vực và quốc tế, với hệ thống cơ sở vật chất, đồng bộ, hiện đại, sản phẩm du lịch có thương hiệu và có sức cạnh tranh cao, mang đậm văn hóa truyền thống gắn liền với phát huy các giá trị của khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trở thành đô thị du lịch. Tôi đề nghị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, huyện Côn Đảo tiếp tục triển khai thật tốt các quyết định của Trung ương đối với Côn Đảo, chỉ đạo tập trung 5 định hướng phát triển như báo cáo của đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh đã nêu. Có chiến lược phát triển đặc thù gắn với bảo tồn và tôn tạo khu di tích cách mạng đặc biệt của Việt Nam, đặc biệt là quan tâm phát huy giá trị của khu di tích để tạo nên một Côn Đảo đặc sắc riêng có. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, tuyên truyền vai trò ý nghĩa lịch sử của di tích quốc gia đặc biệt nhà tù Côn Đảo để phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, lòng tự tôn dân tộc đến thế hệ trẻ, bạn bè quốc tế. Chú trọng công tác bảo vệ môi trường đi đôi với phát triển dịch vụ du lịch xanh một cách tổng thể để phát triển bền vững hơn. Thực hiện tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, quan tâm nâng cao đời sống gia đình các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ đã hy sinh, các cựu tù còn sống để xứng đáng với công lao đóng góp và hy sinh của thế hệ đi trước. Tôi cũng mong cán bộ, nhân viên ban quản lý di tích với nhiệm vụ của mình hãy khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, năng động sáng tạo, phát huy thành tích đạt được, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tiếp tục là những hạt nhân nòng cốt, tròn trách nhiệm, trọn nghĩa, vẹn tình trong công tác bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị của di tích lịch sử cách mạng quốc gia đặc biệt thiêng liêng này. Thời gian tới, để phát huy và nâng cao những thành quả đã đạt được, như các đồng chí đã báo cáo, chắc chắn còn nhiều khó khăn, thử thách và còn nhiều việc phải làm. Nhất là việc phải bảo tồn, gìn giữ bằng được di tích lịch sử của nhà tù Côn Đảo. Hơn nữa, đây là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Trách nhiệm của chúng ta là cần gìn giữ, bảo vệ để di sản này trường tồn mãi về sau. Tôi tin rằng với truyền thống đoàn kết, gắn bó của quân dân huyện đảo, với trách nhiệm, kinh nghiệm trong công tác bảo tồn các di tích và với tấm lòng, tình cảm của những người con đất Việt, chúng ta sẽ quyết tâm làm tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong đó góp phần quan trọng để di tích lịch sử quốc gia đặc biệt nhà tù Côn Đảo luôn xứng đáng là địa chỉ đỏ, không chỉ là trường học cách mạng của thế hệ cha anh, mà còn là nơi
truyền lửa sống, thắp sáng lên bầu nhiệt huyết cách mạng, giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau. Với tinh thần đó, một lần nữa chúc mừng cán bộ nhân viên tập thể Ban Quản lý Di tích nhân niềm vui đón nhận phần thưởng vinh dự hôm nay. Chúc toàn thể quý vị đại biểu, các vị khách quý, đồng chí, đồng bào dồi dào sức khỏe và có kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 thật ý nghĩa, nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. Chúc huyện Côn Đảo sẽ tiếp tục có bước phát triển mới trong thời gian tới, cùng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vững bước đi lên trên con đường đổi mới, hội nhập quốc tế của đất nước, xứng đáng là hòn ngọc quý, điểm đến tham quan du lịch độc đáo, đầy tự hào của Tổ quốc Việt Nam chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt ban tổ chức trân trọng cảm ơn bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Rất mong trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện của lãnh đạo đảng và nhà nước để khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo ngày càng khởi sắc. Để đáp lại những tâm tư tình cảm mà bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã gửi gắm cho đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung và huyện Côn Đảo nói riêng, sau đây xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lên có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thưa toàn thể quý vị kính mến về tham dự buổi lễ hôm nay. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tôi xin chân thành cảm ơn những ý kiến phát biểu chúc mừng, chia sẻ và chỉ đạo hết sức quý báu của đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong buổi lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo hôm nay. Tôi xin tiếp thu tất cả những ý kiến chỉ đạo của đồng chí và sẽ chỉ đạo các cấp các ngành triển khai thực hiện quyết liệt nhằm tiếp tục bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hết sức quý báu của khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí cựu tù Côn Đảo cùng toàn thể quý vị có mặt buổi lễ hôm nay thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Người mừng xuân tới cùng đang xem một ngày mai rạng rỡ, sông khói hiên bờ xa, trời phía đông sương mờ ngày cũ đi qua, ngát xanh Côn Lôn vừa sinh nhịp sống mới khát khao từng ngày, nước ta lên ngoài khơi cuốn gió cất cả con cây thuyền, nhộn nhịp mùa sang lưới cầu đôi nhau từng ta vui ngày mai. Kính thưa quý vị, tiết mục ca múa Côn Lôn rực rỡ, sáng tác Trần Mạnh Hùng do toàn đoàn ca múa nhạc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu biểu diễn đã kết thúc chương trình lễ kỷ niệm 40 năm ngày công nhận khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo và đón nhận huân chương lao động hạng 3 tối hôm nay. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, huyện Côn Đảo, cùng các vị khách quý và bà con nhân dân huyện Côn Đảo đã đến tham dự buổi lễ kỷ niệm tối hôm nay. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo và quý đại biểu, khách quý thật nhiều sức khỏe, có nhiều kỷ niệm đẹp trong dịp về thăm Côn Đảo hôm nay. Chương trình lễ kỷ niệm 40 năm ngày công nhận khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo và đón nhận huân chương lao động hạng 3 xin được khép lại. Trân trọng kính chào và kính chúc quý vị sức khỏe và thành công trong cuộc sống.